Nhà đất Minh Xem xin chào anh chị nha. Hôm nay Xem về xã Đông Hòa của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh đất vườn có tổng diện tích là 796 m². Trước tiên để Xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là mình chạy thẳng ra khoảng 400 m là mình tới cái con đường lộ rộng 5 m, đường lộ rộng 5 m của ấp Dầu nha anh chị. Đó là đường ô tô luôn, còn đất mình hiện tại thì chỉ là đường xe qua lâm, ô tô mình chưa vào được nha. Nhưng mà sau này nếu nhà nước mở bự ra thì đường này nó ngon hơn. Nếu anh chị ra ngoài đó, anh chị sẽ lên tới, thôi em tính từ đây đi, từ vị trí em đang đứng đây mà tới cái tỉnh lộ 876 khoảng 1 km. Còn nếu mà từ ngay vị trí em đang đứng đây mà anh chị về tới chợ đầu mối Tái Cây Vĩnh Kim là khoảng 2 km là tới nha anh chị. Ngay cái chợ đó có nhiều tiện ích, ngân hàng, rồi Bách Hóa Xanh, điện máy xanh đồ. Nói chung là chợ đầu mối Tái Cây Vĩnh Kim là nói chung cái chợ lớn của huyện Châu Thành luôn đó anh chị. Nó có đầy đủ tiện ích ở đó luôn. Ở đây thì điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn nè. Anh chị thấy cục điện nhà nước nè, anh chị thấy ha. Còn cái hướng ngược lại, hướng này là anh chị đi thông về về đường tỉnh lộ 876 luôn. Rồi anh chị về ủy ban dân xã Đông Hòa, chợ Đông Hòa. Khoảng cách từ ngay vị trí em đang đứng đây mà về tới chợ Đông Hòa, rồi ủy ban ở đó luôn, rồi trường học cấp 1 đồ ở đó đầy đủ tiện ích ở đó luôn, là khoảng 1,5 km là tới rồi nha anh chị. Rồi nếu từ đây anh chị vô quốc lộ 1A thì khoảng 3 km là tới. Còn cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là mình đi xuống cái con đường này, từ ngay vị trí mà con lộ này mình xuống cái đường này khoảng chừng 40 m là tới vị trí đất mình. Và con đường này cũng là con đường thông luôn, anh chị đi thông về Long Hưng nào được luôn. Chị qua bên Long Hưng rồi anh chị đi về thành phố Mỹ Tho đâu cũng được nữa nha anh chị. Nói chung là đường thông đó. Ở đây thì có nhà của người ta đâu nữa nè. Mảnh này phù hợp cho anh chị về xây nhà ở nha. Hoặc là anh chị làm gì cũng được. Đó, em đang đi tới cái vị trí đất mình rồi. Đất mình có hàng rào đồ, lưới bơm nuôi đồ hết rồi nha. Đây, tính từ cái chỗ cái mí này nè, mình đi ngang qua là 18 m. Và mình có cái chiều sâu vào cạnh bên đây, tính mặt tiền nhìn vô là cái cạnh mấy bên trái nha, đi sâu vào 44 m mấy. Còn cạnh bên kia là tính mặt tiền nhìn vô là cạnh mé bên phải, đi sâu vào là 42 m mấy. Phía sau mình ở hậu 19 m mấy nha anh chị. Tổng diện tích hết đất của mình luôn là 796 m². Hiện tại đất mình là đất trồng cây lâu năm chứ chưa có thổ cư nha anh chị. Đó, cái con đường này anh chị đi thông qua bên hướng Long Hưng được luôn. Nó đường đan mình thì rộng chỉ có 2 m à. Đường này xe qua lâm mình vô thoải mái luôn rồi. Đây, tới cạnh bên đây là hết đất mình nha. Nói chung trong đất mình có lưới hàng rào 40 đồ hết trơn luôn rồi. Nó phía sau mình dài qua đó luôn. Đây là vùng nước ngọt nha. Trong đất mình thì đang trồng vú sữa. Còn đây là em xây về hướng mặt tiền của mình. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng đông nam, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang là thời gian đi trung bình khoảng 26 phút à, khoảng cách chỉ có 16 km à anh chị. Còn nếu như anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ mà anh chị muốn về đây để cất nhà ở ha, thì em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Tính từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 6 phút, khoảng cách là 58 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, Minh Xem sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây, bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 26 phút, khoảng cách là 68 km. Đây, khoảng cách cũng rất gần nha anh chị, chỉ có 68 km là tới à. Vừa rồi là em lên cái Google Maps
định vị khoảng cách cho anh chị mình xem. Còn bây giờ thì để xem tiếng vào cái phía bên trong rồi cho anh chị mình xem nha. Đó, từ ngay vị trí đất mình mà lên tới con đường thông qua lộ Ấp Dầu rồi thông qua lộ Kinh Giữa thì tầm khoảng 40m à. Nó tính từ mí gào để dài lên nha. Đó, giờ để em bước vô tông nha. Đây, tông đất mình nè. Tông đất mình theo quan sát của xem thì sạch đẹp, không có màu mã gì hết nha anh chị. Đó, còn xung quanh hàng xóm của mình nè. Còn đường nước của mình thì thoát qua bên đây luôn nha, ra ngoài sông luôn. Thì chỗ cái góc đó đó. Cái mảnh này phù hợp cho anh chị về để cất nhà nha anh chị. Đó, còn anh chị làm vườn thì có tầm vú sữa, cây cũng to to rồi nè. Có bao nhiêu gốc ta? Mười mấy gốc sữa anh chị, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim á, thương hiệu nổi tiếng của Tiền Giang anh chị. Hiện tại chủ kêu bán cái mảnh này. Tổng diện tích là 796m², giá là 980 triệu, hết đất luôn. Giá này chủ nói là chủ sẽ bao giấy tờ cho anh chị nha. Rồi nếu anh chị nào mà có thiện chí mua nhanh á, thì chủ sẽ gặp chủ để thương lượng thêm nữa. Nó xem đi vòng ra cái phía ngoài sau luôn. Vú sữa mình đang có tái luôn nè. Nếu anh chị nào mà mua mảnh này thì cái đợt Tết này anh chị hưởng cái lứa xuống vú sữa này luôn. Anh chị nào lần đầu ghé xem kênh Nhà Đất Minh Xem Tiền Giang thì anh chị cũng nên bấm đăng ký nha. Và nhấn chuông thông báo xem sẽ tìm đất vườn, nhà vườn tại Tiền Giang, quay lên giới thiệu cho anh chị mình xem. Còn anh chị nào phù hợp mảnh nào thì anh chị mua nha. Đó, đây là mình đi dạy phía sau luôn. Đây là có đường ống để tưới nước luôn. Ngang là 18m². Phía sau mình ở hậu 19m². Mình có cạnh đi sâu vào 44m², cạnh 42m². Nói chung là mấy nó nhiều quá cho nên em không có báo, nhiều khi nó lộn không chính xác anh chị. Cho nên anh chị nào mà có quan tâm mảnh này thì anh chị kết bạn Zalo với xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Xem sẽ gửi sổ và hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem cho nó rõ luôn ha. Giá hiện tại anh chủ kêu là 980 triệu cho hết luôn cái mảnh đất vườn này. Giá này anh chị còn gặp trực tiếp với chủ để thương lượng nha. Đây mình đi tới cái cạnh đó là hết. Ngay cái mía gạo là mình có hết trơn luôn rồi. Nó dài lên tới phía bên đó luôn. Nó ở đây nếu anh chị đi học trường học sau này có con đi học trường học cấp 2 thì vô rất gần nha. Chỉ có vài trăm mét là tới trường học cấp 2 của Đông Hòa. Còn anh chị nào mà có đi chùa thì mình ra đây cũng chừng 300 mét là mình có cái chùa khoảng 300 mét nha anh chị. Đây, cái mía ganh mình tới đó là hết đó anh chị. Đây là em xây tới lại cái phía mặt tiền của đất mình nè. Đây, chủ cũng có trồng một mớ cây dừa. Bên đó cũng có hàng dừa tiếp nữa. Sau này vú sữa này mà nó anh chị không muốn để nữa thì dừa nó sẽ tấn lên nha. Rồi em lên nhanh cho anh chị cái mảnh này. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp thì liên hệ cho xem nha. Xem sẽ dẫn anh chị đến xem đất rồi anh chị sẽ gặp trực tiếp với chủ đất luôn. Rồi để thương lượng gì giá cả. Tại vì anh chủ đất nói còn thương lượng anh chị. Mảnh nào nói thương lượng thì em nói thương lượng. Có mảnh thì chủ nói gặp chủ nói chuyện thì em nói gặp chủ nói chuyện. Còn mảnh này chủ nói gặp chủ để thương lượng. Rồi nếu anh chị thấy phù hợp thì alo cho xem nha. Còn bây giờ xem cũng xin chào anh chị.